Thưa thầy, thế là thì con tôi cũng bình thường. Rồi tối hôm qua đó thì đi ngủ sớm hơn một tiếng đồng hồ. Tức là đi kinh hành cũng buồn ngủ, mà ngồi sớm cũng buồn ngủ, làm cái gì cũng buồn ngủ. Con nghĩ là do buổi trưa đó cố gắng nhiều quá cho nên buổi tối mệt, cho nên con ngủ sớm một tiếng đồng hồ. Nhưng mà sáng hôm sau đó thì vẫn thức dậy lúc 2 giờ thì vẫn thực tập tóc đẹp hỏi. Bây giờ con hỏi được không? Được, con cứ hỏi. Những cái phần thực tập đó thì nó là thời gian nghỉ ngơi đó. Có lúc đó thì thời gian nghỉ ngơi có vọng tưởng hay không gì cũng tốt. Thì khi mà có vọng tưởng á thì mình cứ để nó lôi mình đi, muốn đi đâu đi, hay là mình phải dịu dàng, mình từ từ để mình linh nó lại. Không, mình cứ khi mình nghĩ đó, nó có vọng tưởng nó lôi mình đâu thì mình cứ nghĩ nó tự nhiên, cũng như là mình không tu gì hết. Để cũng như mình trả lại cái thì giờ cho nó trở về bình thường của nó đó. Để cho cái tâm mình coi như nó mình thả lỏng cho nó vui vẻ theo cái kiểu sống của nó. Chứ đừng có lúc nào mình cũng ghét 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 nó hết thì không được. Nó bị tức quá thì nó bung ra. Cho nên khi mình nghĩ là mình trả cho mày, mày muốn nghĩ những gì tao cũng để, không có dừng mày chút nào, mày muốn nghĩ được tới đâu đâu nghĩ. Vậy là nó có thể nó kéo mình đi quá trớn rồi công lao tu tập mình tháng ngày hay là những ngày hôm trước nó mới tiêu tan. Không có sao hết, cứ để cho nó vậy. Rồi tới giờ tu á là khép vô, mà giờ thả thì thả ra. Cứ như vậy mình tập là làm chủ ở trong cái giờ. Cho nên thầy xin nhắc là để tôi thấy cái đường lối của ông Phật cũng dạy rất hay. Ông dạy cho tôi người cư sĩ đó thì các con nên tập thọ bát quan trai. Trong một cái ngày mà đến thọ bát quan trai thì tám cái giới, bát quan trai là tám giới đó. Chỉ dùng nghiêm túc và các pháp hành đó, thì coi như là thực hành đúng trong cái ngày đó thôi. Không? Do vì vậy đó mà một tháng mình chỉ tu tập có một ngày. Thay vì một ngày một đêm, nhưng vì người cư sĩ gia viên người ta chỉ tu tập có được 12 tiếng, còn ban đêm người ta phải về gia đình. Do đó người ta tu tập 12 tiếng đồng hồ trong một ngày, là thay chiều người ta trả ra về. Thì như vậy là trong 12 tiếng hồ đó mình tập cho đúng. Mình tập đúng thì trong 12 tiếng hồ không có nghĩa là suốt 12 tiếng hồ mình làm Phật suốt được, suốt được. Cho nên mình làm Phật từng giờ từng giờ. Rồi trong giờ đó thì đâu phải là mình tu suốt giờ nổi được. Mình phải tu từng phút, mỗi phút làm Phật, mỗi phút làm Phật. Cho nên từng cái phút làm Phật đó là phải làm cho chín chắn, đừng có để lỗi. Còn cái phút mà xả ra thì mình làm phàm phu được, cứ để cho nó làm phàm phu, chứ mình muốn làm Phật luôn thì đâu được, phải tu cho giữ đợi cuối cùng mới làm Phật được. Cho nên ông Phật dạy mình tội bác quan trai, coi nhớ tội bác quan trai là cách thức tập. Như vậy cho nên đừng nghĩ như các tổ cái sức của mình còn phàm phu lắm, tâm mình chưa ly dục, nó cái lực mà trong dục với lực ác pháp đó, nó có cái lực dữ lắm. Cho nên mình bắt buộc nó đi đứng nằm ngồi gì tu hết á, là kể như nó mình ức chế nó quá không được. Cho nên vì vậy mà ví dụ như trong một nửa tiếng hồi này mình tu, nếu mình xả ra để cho nó tự nhiên thì tiến tới mình tu, trong một cái giờ khác mình tu thì nghe nó thoải mái gì. Mà cái giờ nghỉ mình cũng còn ghiền nó đó, kiểu đó là mình tu không có chất lượng. Còn hiểu vậy đó không? Vậy đó. Câu hỏi kế tiếp đó là mỗi cái thầy tu tập nó cho mình có mỗi một thời đó thì cái cuối cùng đó, nửa tiếng cuối cùng đó thì có nói là định niệm hơi thở cùng với như lý tác ý thì vô lậu. Như vậy đó, nếu mà như vậy là con phải ngồi đó, con vừa định niệm hơi thở vừa tác lý tác ý như lý về vô lậu. Nếu mà thay vì định niệm hơi thở đó khó tập trung á thì con có thể là thay thế định niệm hơi thở bằng đi kinh hành hay không? Bằng đi kinh hành được. Đi kinh hành rồi như lý tác ý vô lậu. Như lý tác ý vô lậu. Bởi vì trong một cái thời tu á, con có thể sử dụng cái hành động nội của thân là hơi thở. Mà có thể sử dụng hành động ngoại của thân là đi kinh hành. Có sử dụng cả được hai hành động này được. Vì mỗi hành động nó đều, cái hành động này nó đều giúp cho con cái mục đích, giúp cho con tỉnh thức thôi. Còn cái tác ý là để nhằm mục đích để luyện cho cái nội lực của con nó có cái một cái tướng thiện, nó không còn cái tướng ác. Tức là ví dụ như cái tâm tham sân si thì mình dùng cái pháp hướng là tâm không tham không sân si, nó ngược lại với cái tướng kia. Đó, không? Đó là cái pháp tác ý.
Còn cái vô lậu là tại vì có một cái niệm, cái niệm nó khởi ra bắt buộc mình phải quán xét cái niệm đó để cho mình thả đi cái niệm đó, để lui cái niệm đó đi bằng cách mình phải thông suốt nó, chứ không phải là cắt ngang nó không cho nó niệm, hay cho nó niệm. Nhưng mà khi mà nó niệm á thì mình tuy nó ra được cái niệm đó, nó cái nguồn gốc của nó dục lậu hữu lậu vô minh lậu, hoặc là thuộc về cái nhân quả thiện ác như thế nào, mình thông suốt được cái lý của đạo á thì cái niệm ác đó nó sẽ bị diệt đi, nó bị diệt hết đi. Mình đang thách thức như vậy. À, cho nên vì vậy đó mà Đức Phật nói thỉnh thoảng, bây giờ thí dụ bây giờ con ngồi yên nó không có niệm gì, nhưng mà con cứ để con ngồi yên á thì sai, nó sẽ đi tới cái rơi vào cái không tưởng của con, sai. Cho nên Đức Phật lại gọi là thỉnh thoảng có ý một hướng này thỉnh thoảng có ý một hướng kia. Ví dụ bây giờ con ngồi yên tức là nó thỉnh thoảng nó bây giờ nó đang yên lặng ở trong cái hơi thở, con đừng nghĩ nó là định đâu, nó không phải đâu. Vì vậy mà thỉnh thoảng con lại phát ý cái tướng là tâm phải đi tham sân si, đó là con tác ý. Thì khi con tác ý ra thì cái tâm con nó bị động rồi, nó không có yên lặng như hồi nãy nữa. Nhưng mà lại là nó phải thỉnh thoảng tác ý cái tướng này để cho nó trả ly cái tâm, chứ không phải là cái mục đích mình giữ cái tướng yên lặng này. Rồi bây giờ cái trong khi đó con trả ly rồi thì bắt nó trở về với cái sự yên lặng của nó, nó yên lặng nó. Thì nếu mình cứ kéo dài yên lặng này thì nó không được, thì mình thấy như thế mà không khéo thì nó bị hôn trầm đi. Cho nên mình tác ý cái tướng nào bây giờ mình phải khởi cái ý là bây giờ phải đi kinh hành để không có lặng quá để nó đi kinh hành. Thì thỉnh thoảng con lại tác ý cái tướng tinh cần để cho mình đi kinh hành. Đó, cái thỉnh thoảng tác ý cái tướng này, thỉnh thoảng tác ý tướng kia. Trong khi đó những cái mà mình tác ý đó là cái chánh niệm của mình để nó giúp cho mình được ly dục cái ác pháp. Cái đường có ngồi mà yên lặng nó yên lặng ý cái nó vô cái không. Còn mình tập ý cái tướng này để cho nó đi vượt đi ác pháp hết thì cái tâm nó không phóng dật, thì cái mục đích mình đạt được cái tâm không phóng dật, nó bất động tâm á, là các cái tướng này pháp các ác pháp nó không có làm tâm mình động, cho nên mình đã giải thoát. Rồi vậy đó, thì như thầy nói đó, mục đích mình yên lặng làm cho cái tâm mình nó định trước. Nếu mà như vậy thì mình có thể thay thế nó bằng những cái khác, ví dụ như tập thể dục, tập yoga hay là hành động những cái sinh hoạt hàng ngày đó, ăn cơm hay rửa chén, hay là nếu mà tất cả những cái hành động nào đó mà giúp cho tâm mình định được đó, thì mình có thể sử dụng được. Được hết, bởi vì Đức Phật nó gọi nó là thân hành nguyện quả hết. Không những đi kinh hành mà con có thể con cầm cái chổi con quét. Mà con biết được cái hành động quét của con, và đồng thời thì cái niệm chánh niệm của con thường cái tướng tác ý á, con quét vậy chứ con biết tâm đi tham đi sân si, tâm đi cục đất đi, tôi quét thì nó cũng như con đi trên hành vậy. Nghĩa là tất cả các hành động trong thân của con đều là sử dụng được. Con mặc áo như thế này, con ăn cơm như thế này, con đi trên hành, rồi con quét sân, con nhổ cỏ, hoặc là con đi chơi, con đều biết cái hành động con đang làm đó. Từ lúc bây giờ con đang tỉnh thức đó thì con phải nhớ kỹ, chứ không phải tỉnh thức chỉ có tỉnh thức không. Mà con đương làm cái hành động đó thì con nhớ tham phải đi, tham phải đi đi, tham như cục đất. Con cứ tác ý là cái tướng nó phải theo kề như cái sự tỉnh giác. Thì cái tỉnh giác ở trong cái pháp hướng này để cho nó chánh niệm. Chánh niệm là cái niệm thiền, cái niệm mà nó ngược lại với chuyện tham cái si chứ. Mà con quên, con không tác ý, con cứ ở tỉnh thức không, trong hành động không, thì con chỉ biết con hành động không, thì nó không đúng cách thức này. Không cách xa hơn. Hôm qua nói, con có nghe thầy nói là trong giai đoạn đầu đó, thì mình cái khỏi ức chế. Rồi sau đó đó thì mình chỉ đi ra lệnh đó thì tâm định thân thân. Thì chi tiết như thế nào thì con không biết. Sau cái thời gian mà con sẽ tập từ cái chỗ mà con sử dụng cái hành động nội là hơi thở con, rồi con sử dụng cái hành động đi kinh hành, rồi như hồi nãy con vừa nói, tất cả những hành động thân của con làm gì con đều tập ở trong tỉnh thức cái hành động đó. Thì kèm theo cái pháp như lý tác ý, con tác ý ra, mà lỡ mà khi mà con hành động đó đó mà con tác ý ra mà nó có một cái niệm nó khởi ra thì ngay đó con tu cái định vô lậu. Con quán chán là quán xả cái lậu hoặc của con. Thì con thấy ba cái định nó luôn luôn liên tục, nó kèm theo trong cái tu của con. Ba cái tu đó, cái thứ nhất đó là cái hành động hơi thở, hoặc là tất cả những hành động thân con, là chánh niệm, tỉnh giác đó. Cái thứ hai á là cái pháp như lý tác ý, tác ý ra. Cái thứ ba đó là cái vô lậu. Con thấy ba cái pháp này luôn luôn nó kèm trong một cái hành động tu của con hết. Nó luôn luôn nó không phải sáng suốt để mình sử dụng nó hết. Con dùng nó hết. Thì trong khi mà con tu nó thuần thục rồi thì bây giờ nó còn cái pháp gọi là tác
cái ý của nó đó, thì con sử dụng cái cặp sâu hết nó, thì con ghi tâm không có giờ tâm hay định tinh hơn, định với hơi thở, con cứ nhắc nó thôi rồi con định con đi, hay hoặc là bây giờ con đang đi, con bảo tâm định với hơi thở, thì lúc bây giờ thì con đi chứ con biết hơi thở chứ con không biết đi đâu, thì tâm bị con nhắc nó định hơi thở mà, còn bây giờ con nhắc nó tâm định trên bước đi đi, tâm định trên đi khi hành đi, thì nó sẽ biết bước đi con. Con nhắc đâu thì nó biết đó, mà con nhắc ở trên cái hành động của thân con là tức là nó định trên thân con đó. Con hiểu không? Nó thì dụ thì bây giờ thì nhắc con ha, bây giờ ví dụ như bây giờ con tập có thời gian con tu rồi, con thấy hôm nay thấy hành động nào thì nó cũng nhớ, nó hướng tập, nó nhắc hết, không có quên. Tức là lúc nào con cũng nhớ, con nhắc, con hướng con tác ý hết á. Nghĩa là con đi đi trên hành này, con biết con đi hành, nhưng mà nó lại còn nhớ thì nó tác ý ra nữa. Thì con biết lúc đó bây giờ thì mình phải cặp tháp một câu nào cho nó ngắn gọn hơn, chứ không có nó mà nhắc cái này kia nhiều quá, lung tung quá, nó không có gom cái tâm này lại được. Nó không biết cái lệnh mình là cái lệnh nào đúng, cái lệnh nào sai, cho nên lúc mình nhắc cái này, lúc nhắc kia, nó rút cái tâm mình nó cũng điên đầu nữa. Còn mới thì mình phải nhắc từng chút về để cho nó khi nào mà hành động gì thì nó theo. Còn bây giờ thì mình thấy từ cái hành động mình ngồi thở, mình đi, mình biết sân hoặc mình làm gì đó đều có một cái câu hóa hướng để nhắc nó thôi. À, bây giờ ví dụ như bây giờ con ngồi con thở, thì con bảo cái tâm không dạt, nó để cái hơi thở, nó bắt đầu nó biết hơi thở ra vậy. Rồi lát con nhắc cho nó cũng lâu như vậy đó, không? Rồi bắt đầu bây giờ đó con lại đi kinh hành, thì con cũng nhắc tâm phải định vô thân, định ngay bước đi kinh hành, thì bắt đầu nó không biết đi kinh hành, nó cứ như vậy đó mà nó. Rồi bắt đầu bây giờ con nhắc tâm không giật, phải định ngay cái bước đi kinh hành, thì nó sẽ không có giật, không phóng ra những gì hết, nó định vô bước đi của con. Và cứ như vậy, con lâu rút như vậy thì bắt đầu nó định thật ở trên cái hành động thân của con là nó định ở trên thân. Mà khi mà cái tâm nó định rồi thì bắt đầu bây giờ con mới tập luyện cho cái thân nó định lại cái tâm của nó. Nghĩa là mình chia hai phần. Phần thứ nhất là mình tu tập sao cho cái tâm mình nó định được lên cái thân. Cái phần thứ hai là mình tu tập làm sao cho được cái thân nó định lại cái hơi thở, định lại cái tâm của nó, để cho nó hoàn toàn là nó nhập cái tứ thiền. Vì tứ thiền thì nó có hai cái, nó gồm là một là tâm định trên thân mà thân định trên tâm, tức là cái định tứ thiền là hai cái nó đều định nhau hết. Thì như vậy mới gọi là định mới gọi là định. Còn bây giờ cái tâm định không á thì người ta gọi là tâm ly dục với ác pháp. Còn cái thân mà nó chưa định, nó còn thở này, nó còn hoạt động này, thì nó chưa có định. Vì vậy cho khi mà nó không có hoạt động nữa thì lúc bây giờ nó định lại chứ. Cho nên hai cái này nó thành một khối gọi là định, tứ thánh định hay là tứ thiền đó. Nó định lại vậy. Vì vậy bây giờ đó mình chia nó ra, bây giờ mình tập đây cho cái tâm định. Chứ chưa phải cái thân đâu, cái thân để chờ khi cái tâm mà nó định được, nó không có giật nữa, thì lúc bây giờ đó thì mình mới dùng cái pháp tác ý đó, mình tác ý ra để cho cái thân nó sẽ định, nó ngưng các hành, nó định lại. Thì nó mới định được. Nó chẳng bây giờ mình muốn cho cái thân mình định thì mình định nổi. Con thấy cách thức tu của Phật nó là nó vậy. Mà chỉ có mình chia ra mà tu thật cái đường của phóng dật thì nó định. Thế sau đó cái định của thân nó dễ. Còn bây giờ mà ngay vô mình ngồi mình tập để cho cái thân mình định nó khó. Không được, cái tâm bị gì nó còn tham, còn vui, còn thích, còn ác pháp đủ thứ à. Còn tham sân si đủ thứ, cho nên cái thân mà định thì cái thân mà nó định thì nó định thật, nó định vô, định tự, định của tà đạo rồi. Nó không có định đúng. Còn cái tâm mà thanh tịnh thì nó định vô cái tâm thanh tịnh nó, thì cả hai đều thanh tịnh. Cái ý của nó vậy. Trong hơi đó nó chỉ cần thiết thì mình buồn ngủ mà thôi, phải không? Buồn ngủ mà thôi. Chứ còn lúc mà không buồn ngủ thì không cần thiết. Không cần thiết. Nhưng mà nó cũng có cái quan trọng. Nếu mà mình thường xuyên, ví dụ như con một ngày thì con cũng để dành cho nó trình khoảng độ chừng 10 phút hay là 15 hay là 30 phút mình tập cái đó. Để khi mà nó gặp cái trường hợp mà bị không cầm buồn ngủ thì mình biết mình lấy cái này ra mình tập được. Chứ còn khi mình không tập á, cái chừng nó buồn ngủ rồi mình tập không có nổi. Lúc cần là không được. Đó, mình phải tập trước. Tập trước cho nó quen á, rồi bắt đầu tới chừng mà bị không cầm buồn ngủ cái mình ngồi lên, đứng lên, ngồi xuống mình tập nhẹ hơn nó đi. Thì nó quen. Chứ còn không á, nó khó lắm. Bởi vì hầu hết chúng ở đây thì thấy người ta vô đây thì dạy cái pháp này căn bản đầu tiên thì vô tập cái này đầu tiên. Nhưng mà họ chỉ tập bữa hai bữa cái họ bỏ lười biếng lắm. Pháp nó luyện cho mình có cái nghị lực. Nếu mà cái người thiếu nghị lực là tập không nổi cái này. Vì nó mất công lắm.
cứ nằm hơi thở, nó có gì đâu, nó có y hổng gì được đâu, cứ phải thở nằm hơi thở, cứ đứng vậy đi, đi chưa có được gì hết, cứ ngồi xuống, nó bắt đứng lên ngồi xuống, ai tu riết thôi, trời ơi, tôi tu kiểu này, nó mất công, phải khi mình ngồi giống y lặng nghe nó còn an ổn, còn thích, còn gì mà mất công, nó không có cái gì, thấy không có cái gì hết, vậy chứ mà nó rèn luyện mình gì lắm, cái người mà rèn luyện mà được 30 phút rồi, nó không cần gặp người được 30 phút thôi, thì lúc bây giờ mà gặp ông tầm họ khác, an hát, nghĩa là họ đứng lên, ngồi đứng lên ngồi xuống trong 30 phút là nó biết. Hay lắm, cái lắm hay lắm. Nhưng mà người ta tập nổi á. Con ráng cố gắng con tập. Bởi vì cái trường hợp thì biết là cái hôn tập thì nó khó thị lắm. Nó vô là nó làm cho lười biếng lắm. Nó không có dễ đâu, mà nó hễ nó lười biếng rồi thì cái đầu nó lý luận à. Tìm thấy cái lý luận, mình nghe cái lý luận của nó tải rồi thì mình đã ngủ à. Chứ mà đâu có chiến thắng nó được đâu. Đó, cho nên ráng cố gắng khi một ngày con dành ít nhất thì con cũng dành nó nói đầu thì con tu 5 phút hơn. Thì có tu nhiều ngán lắm à. Mà tu 5 phút. Thành lần nữa mình tăng dần lên tới 30 phút kinh. Mình thấy được là 30 phút là mình đủ sức khả năng chiến đấu với con trầm tiền luôn. Nhưng mà mỗi ngày mình cũng bỏ ra mình tu để cho nó thuần rất thuần. Mà thế nào trên cái đường tu mình cũng gặp con trầm tiền luôn. Không có thật thôi. Thì con ráng tập dần con tập, ví dụ như một ngày con không có tu gì đó mà mình cái lúc nào mà khỏe hay kia con thấy con người khỏe thì con tập nó 10 phút thì sau đó tăng dần lên tới 30 phút thôi, không có tu cái không hơn nhỉ, không hơn cũng như đó đủ 30 phút mà chiến đấu mà đứng lên người chiến luyện là vô cần nó phải đắt. Còn như là nói với con á thì ngồi xuống nghe thở năm hơi là đi vậy đó thì thấy rất là dễ dàng, chẳng có gì khó khăn. Còn nếu mà ngồi mà mình hơi thở mà cùng với các cái nghe ý như vô lậu đó, con thấy có vẻ hơi khó khăn á thì con cứ ngồi thở năm hơi là đi, đứng như vậy đi kiểm tra đi ngồi được không được con, còn cái đó là tốt lắm rồi con. Nó tập mình siêng năng, cái đó là cái pháp tinh thần tập cho mình siêng năng, tức là mình ngồi xuống năm hơi thở thì mình đi về đi nhà, đi về đi nhà con tập được nửa tiếng hoặc là một tiếng đồng hồ là thể như là con thấy con thích thú được cái pháp này là có duyên duyên lắm, ráng tập nó sẽ tỉnh lắm. Rồi, nếu con làm được vậy 33 tiếng đồng hồ mà con thiền theo với các pháp như cái pháp lý vô lậu thì càng tốt, càng tốt nữa là càng tốt, cái đó là càng tốt, nó là càng thêm cái đó là càng tốt. Nó vừa để mà phá hôn trầm, nó vừa có cái tác ý, cái vô lậu, cái tác ý, cái pháp tác ý, rồi tới pháp cái vô lậu nữa. Nó cả mình câu hữu, tức là mình kết hợp lại đó. Sử dụng cái này là kể như nó không có cái chi nào mà lọt đi đâu. Không có điểm chi lọt đi. Khi định tâm còn yếu đấy thì mình có thể tạm thời nhắm mắt một thời gian ngắn hoặc thời gian dài, trong lúc đi tu hoặc là ngồi thiền để tu tâm được, nghĩa là lúc bây giờ mình không có bị hôn trầm, mình không buồn ngủ á, thì mình nhắm mắt được, mình nhắm mắt nó dễ luôn. Chứ không phải là luôn luôn phải mở mắt à, không phải đòi hỏi luôn luôn phải mình nhắm mắt, trong khi đó mình tu mình... sau khi mình có mình khi nào mà bị hôn trầm buồn ngủ thì phải mở mắt ra, nhắm mắt nữa. Rồi khi nào mà nó có những cái trạng thái tư tưởng thì mở mắt ra chứ không. Trạng thái tưởng chẳng hạn bây giờ mình đưa nhắm mắt về cái mình nghe có ai nói gì trong tai, nghe tiếng chuông do hoặc tiếng chuông hay tiếng mõ gì trong tai thì mở mắt ra. Mở mắt ra để xả nó chứ không nhắm mắt nó kêu nó thành ra tư tưởng. Hoặc là mình nhắm mắt lại về muốn như mình thấy có cái tình quỷ nào hoặc là thật hiện ra trước mặt hay qua sen hoặc là những cảnh giới kia nữa, nó hiện ra những cảnh giới thì mở mắt ra này, không được nhắm mắt này. Vì vậy đó là cái trạng thái tâm mình nó thanh tịnh rồi, cái ý thức nó ngưng, nó không hoạt động thì cái tưởng thức nó hoạt động, nó tạo ra những cái sắc tưởng rồi. Do đó mình mở mắt để cái ý thức nó làm việc thì nó sẽ phá tan cái kia đi. Vậy thì những cái tránh đó là làm sao cho tỉnh thức được mạnh nhất. À, vậy đó. Chứ không phải là nhắm mắt hay mở mắt. Không phải nhắm mắt mở mắt, mà mình tùy theo cái trường hợp của mình, cái đặc tướng của mình nhắm mắt mở mắt, chứ không phải là bắt buộc. Đó. Nhưng mà sau khi mà mình đi tới một cái giai đoạn sâu hơn thì coi như là mình không nhắm mắt mà không mở mắt, cái trường hợp nó xuống về là tâm mình nó tập trung nó luôn, không biết cái tỉnh của nó. Thành ra nó chỉ có mình không mở, nhưng mà lại mở.
nghĩa là mình nhắm mắt á, thì bao giờ nó cũng có những cái sắc tưởng đó, có những cái sáng hào quang nó diễn ra liền, cho nên mình không nhắm mắt, mà mình ngó xuống dày là con mắt mình nó khép nữa, nó mở một phần ra, bởi vì mình ngó xuống là nó mở một phần ra, hay mình ngó lên thì nó loạn là vì ý thức nó hoạt động quá mạnh, mình ngó xuống thì ý thức nó là hoạt động tất cả. Còn lưu ý là khi mình ngó xuống dày thì cái ý thức bắt đầu nó hoạt động tất cả, nó giữ vô tâm, còn mình ngó lên loạn, nó cái tâm nó chạy theo cách thấp, mình ngó lên thì nó chạy theo mây theo gió, như cây lá tùm lum nó chạy ra ngoài, nó loạn. Còn mình ngó xuống vậy bắt đầu nó không chạy, nó gương lại, nên là phòng hộ, cái thức phòng hộ là nó gương lại, rồi bắt đầu cái tai lắng nghe vô thì cái phòng hộ lỗ tai, tức là luôn luôn lúc nào nó cũng giữ gìn mắt tai mũi miệng phòng hộ nó gương lại, chứ mình không có thì mình ngồi đây chứ nó nghe, nó chạy ra nó nghe hoài, nó theo mắt nó thấy cảnh vật ở ngoài, nhất là cái tai cái mắt mình thì ngồi chỗ cho nó bấm cái thứ gì kia nữa, thành ra khi mình tu bữa thì mình thường mình phòng hộ mắt tai. Tu tập đó thì không phải có những lúc này mình nghỉ ngơi đó, nghỉ ngơi đó thì ngồi nghỉ hay nằm nghỉ đâu vậy? Được, nằm nghỉ cũng được, ngồi nghỉ cũng được. Nếu là lúc nằm mà tỉnh thức, mình buồn ngủ. Đừng buồn ngủ, đừng để cho nó ngủ. Còn nếu mà nằm mà buồn ngủ thì phải ngồi. Phải ngồi dậy. Nó mình khéo léo mà chuyện xảo mình nằm lắm. Để mình thấy mà nằm xuống mà nó có dễ nó muốn ngủ thì không được. Phải đứng, phải ngồi dậy, ngồi ra không có được nè. Mà hãy nằm mà nó tỉnh là cứ nằm chơi vậy cũng được. Mà không sao hết. Cho nên mình linh động, mình khéo léo, Đức Phật gọi dọn là chuyện xảo đó. Chuyện xảo an trú trong lúc mình nghỉ, mình tu. Chuyện xảo thì mình nhập chuyện xảo, cách thức để chuyện xảo nhập định. Cách thức chuyện xảo an trú trong định. Cách thức chuyện xảo nhập định nha. Con cái phần thực tập đó, con có nói là ta của ta và tự ngã của ta, con không biết cái sự khác biệt giữa của ta và tự ngã của ta như thế nào? Cái của ta đó, cái của ta nó khác hơn cái tự ngã. Yeah. Tự ngã nó ngầm có một cái, nó có một cái cách phá chặt. Yeah. Ví dụ như của ta rồi tự ngã của ta, nghĩa là bây giờ cái này á, là cái vật, cái máy này là cái vật của mình. Yeah. Của ta là cái vật của ta. Yeah. Nhưng mà cái ngã của ta nó còn cái cả mà lại của ta. Yeah. Hai cái nó thâm sâu bên trong, nó thâm sâu bên trong. Yeah. Nên cái mà mình chấp cái tự ngã, có cái ngã thì nó cái đó nó nặng hơn. Yeah. Nó khó xả hơn. Yeah. Nó khó khó. Yeah. Như cái gì, ví dụ như một món vật nào đó mà con thích, thích hơn các món vật khác, mà món vật đó mất thì cái đó là gọi là từ ngã của ta. Còn cái mà vật mình cũng muốn vậy, nhưng cũng muốn có vậy thôi, nhưng mà nó không thích luôn. Yeah. Thì cái đó nó chưa có mang cái bản chất từ ngã mà nó là của ta. Dạ, trong mấy thôi trong mấy tài quán đó, có quán vô ngã. Thì cái vô ngã nó có nhiều định nghĩa khác nhau đó, từ theo cái bản thân của thầy, cái vô ngã có nghĩa là cái vô ngã nó có nghĩa là cái nhìn chung tất cả các cái pháp nó không, nó có do duyên họ, chứ nó không có thực tế của một, không có một cái chất gì thường hằng diễn biến của nó hết, cho nên là gọi là mình nhìn. Cho nên cái đó là gọi là cái vô ngã của các pháp. Nó là duyên họ chứ nó không có tự tính gì, không tự tính riêng, nó không có tự tính riêng. Vì là như là trong bữa hôm qua đó, con đã hỏi về chuyện là định niệm hơi thở cùng với những các ý đó, con hình như cũng chưa có thông cái vấn đề đó, là cái câu tính tâm thì dài quá mà không biết là có nên đưa ra hơi thở hay không. Tại vì con đọc phần nào đó thì cũng thấy là để đưa ra hơi thở đó thôi. Thì con cũng nhớ lại là thì kia con cũng có đọc cái phần khi có những hơi thở hay là trong ngày đang tủ yếu gì đó. Thì nó cũng giống tự tự như vậy, cái tức nhập tức á. Dạ. Có nhắc đi nhắc lại. Dạ. Thì ví dụ như con nói là
Tại vì nói thân này không phải là ta, tôi biết tôi hết vô, thì con có thể nói là thân này không phải là ta, nhưng mà đồng thời với con cũng ráng có ý niệm là nghe hết vô, thì không như vậy. Không, cái đó không cần, bởi vì cái lúc bây giờ đó là cái xuất tỉnh của mình đã có trong hơi thở rồi. Yeah. Cái nhắc mà để cho mình biết vô, để cho mình biết hơi thở thôi. Yeah. Còn cái pháp quán đó chỉ là cái tác ý, nó chỉ là giúp cho chúng ta để đi cái ngã của mình. Yeah. Ừ. Chứ không phải là đồng thời. Nhưng mà người không hiểu thì tưởng là như vậy để mà đồng thời để cho mình biết tâm ở trong cái câu đó, coi như là câu đó niệm để cho cái tâm nó luôn luôn nó theo với cái hơi thở mà nó niệm, nó không có dục tưởng. Yeah. Thì cái đó là cái ý khác. Yeah. Ví dụ bây giờ hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thở ra, cái câu hướng tâm hít vô thở ra đó thì mình đồng thời hít vô thở ra, thì trong lúc đó mình cũng biết hít vô thở ra, nhưng mà nhắc thêm như vậy là để đồng thời cho cái câu và cái hơi thở đó, cái câu nói của mình với hơi thở nó đồng thời nó đi, nó đúng với nhau một nhịp điệu của nó. Yeah. Thì cái đó là cái vốn dùng nó để thức chế tâm của mình. Thì cái đó là một cái người mới tu tập, một cái tâm của mình nó còn chưa có tỉnh thức á. Yeah. Bắt buộc nó dùng như vậy thì dùng cái câu phải ngắn vừa với hơi thở mình, chứ không khéo nó dài quá thì mình ráng mình mệt. Yeah. Nó cũng không tốt. Yeah. Hay hoặc là cái hơi thở cái câu nó ngắn quá, mà cái câu nó cái hơi thở nó dài quá thì buộc lòng mình phải thở ngắn theo cái câu ngắn. Yeah. Như vậy nó cũng làm mình khó chịu, thì như vậy cũng sai pháp. Yeah. Đó, cho nên vì vậy mà không khéo thì ở chỗ này chúng ta lại làm được, chúng ta là kết hợp cái kiểu này thì duy hiểm lắm. Yeah. Cho nên nó thở thì để biết mình thở thôi, nhưng mà khi mà mình hướng tâm thì mình phải tập trung trong cái pháp hướng của mình để có mục đích chú ý của nó để khắc phục ly tham sân si. Yeah. Cho nên mình, mục đích của nó là chính là mình để ly tham sân si thôi, và cái câu pháp hướng là có mục đích đó, để mà giúp cho chúng ta ly tham sân si. Còn cái tỉnh thức này là tỉnh để cho mình biết mình nhắc nó thôi. Yeah. Để không khéo nó quên, chứ không phải là cái tỉnh là chính, mà cái tỉnh giác này nó chỉ giúp cho mình để luôn luôn mình nhớ thôi, nhớ mà nhắc cái tâm của mình đi tham sân si. Thì như vậy đâu có cần phải kết hợp để ức chế. Cho nên do cái hiểu sai đó, người ta kết hợp để ức chế, nhưng người mới tu thì phải kết hợp ức chế thật. Yeah. Phải hiểu. Cho nên ví dụ như con mới tu con chưa biết gì hết đó, thầy bắt buộc kết hợp ức chế tâm. Yeah. Mà thậm chí như con bắt đó, con phải thở một hơi thở chậm. Thở ra thử vô chậm để cho tâm con nó vuông chặt ở trong cái, bởi vì nó chậm mình bắt buộc mình phải vận dụng cái hơi thở. Yeah. Vận dụng mình thở chậm đó. Rồi cái nữa, nếu mình vận dụng thì mình phải chú ý nhiều. Yeah. Hiểu không? Cách thức để mà gương tâm đó. Yeah. Thì cái đó là bắt người mới tu. Yeah. Nhưng mà khi mà tu thời gian mà người ta thấy được cái tâm nó an ổn được rồi, thì người ta tải nó thoát hết, mình buông xuống hết. Mà người ta cần dùng cái chỗ mà học các ý để mà tải tâm. Yeah. Nhưng thầy nói là cái vấn đề về dài của cái câu hướng tâm ấy, thì dài của hơi thở đó nó khó, nhưng mà nếu cái người mới tu mình sử dụng như vậy đó. Yeah. Đó là cách thức thiền xảo đó. Yeah. Cách thức thiền xảo. Con hiểu cái chỗ đó chưa? Yeah. Hiểu chưa? Cũng muốn hỏi về bữa nay, con muốn hỏi về những việc theo từ thiện bằng lòng đó. Bây giờ có những trường hợp nó những người sống với thế gian đó, thì vợ hoặc chồng các tôn giáo hoặc là các pháp môn tu tập, nếu mà mình từ thiện, mình tu theo pháp môn của người kia đó, thì như là mình tu pháp môn của mình đó, chưa chắc giải pháp của hồi thì mình tu pháp môn của người kia. Thì cái đó là ở trong khi mà thầy dạy cái tùy thuận đó. Yeah. Tùy thuận nhưng không bị lôi cuốn. Yeah. Tùy thuận là tức là mình không có chống lại họ, mình không có nói họ tu sai đi, họ tu gì được kệ họ hết. Yeah. Nhưng mà mình không có nói họ là gì hết, họ muốn tu gì tu, mình không nói họ tập sai, đó là mình tùy thuận họ. Yeah. Nhưng mình không làm theo họ. Yeah. Cũng như bây giờ đó, con tùy thuận với một cái người khác, một cái người ở ngoài đời, họ mời con uống rượu, nhưng mà con biết rượu là hại, như vậy mà con không còn muốn để lôi cuốn trong cái cuộc rượu chè đó. Cho nên vì vậy họ mời con đến đó thì con cũng giữ ở trong cái bàn tiệc đó. Họ rót rượu, họ mời con thì con cũng cầm cái ly rượu của họ, vì cái lòng tốt của họ con cầm ly rượu. Nhưng họ bảo con phải uống mới có thâm tình, thì con mới nói với họ rằng con rất là quý trọng họ, cho nên con thời giờ không có uống rượu, cho nên vì vậy mà uống rượu không có được. Cho nên vì vậy cầm cái ly rượu này là tưởng đến cái lòng của quý vị, vì vậy mà coi như là
tôi đã uống ly rượu này rồi, nó mình nói cho người ta thông cảm hiểu, tức là mình tùy thuận họ nhưng mà mình không bị lôi cuốn. Nó đó là cách thức như vậy, cho nên mình khéo léo lắm trong cái vấn đề mà tu nhẫn nhục tùy thuận. Mình thấy mình không uống rượu, mình thấy người uống rượu là mình không ưa, mình thấy mình không hút thuốc, mình thấy người hút thuốc là mình thấy khói thuốc nghe nó ngọt, mình cũng không chịu nổi nữa. Nhưng tùy thuận, không nói chậm họ, không nói động họ, ráng chịu đựng cho không nói. Đó là nhẫn á, cái đó là cái mình nhận. Mình nhận, mình chịu đựng, mình không nói người ta nặng lời, mình không nói anh hút thuốc, anh ra kia, anh hút thuốc, anh ngồi để hút thuốc, bao nhiêu người người ta chịu nổi, mình đừng nói vậy. Ráng mình chịu đựng, tức là mình nhận. Nhẫn nhưng mà mình không để cho mình bị người ta lôi cuốn vào cái pháp này, cho nên mình tùy thuận, mình lôi cuốn đó. Rồi mình bằng lòng. Bằng lòng không có nghĩa là mình ngồi đó để mình hít ba cái thuốc đó, mình bằng lòng thì lại sai nữa. Mình bằng lòng nghĩa là bằng lòng mình mà còn làm cho người khác bằng lòng nữa. Do đó mình tìm cách, mình nói sao cho cái người này thấy cái chuyện mà họ đang bị duyên gặp như vậy là một cái tai hại cho họ. Nếu mình thấy cái duyên rủ mình nói mà không đủ duyên thì thôi. Nó khéo léo lắm, bởi vì khi mà dạy đạo đức rồi, cái bộ sách đạo đức thì sẽ dạy cái thần nhẫn nhục và tùy thuận bằng lòng này nó nằm trong những cái đạo đức như thế nào, nó mới rõ ra. Chứ còn không bây giờ thì coi như là thầy sẽ dạy trong cuốn truyền căn bản được mà. Có khéo léo lắm rồi. Chúng ta hãy như được học tâm nhân không như bệnh nhất có hai giờ chồng, thì ví dụ như mình chồng nó cũng tịch thu lên ghế bệnh như vậy, thì mình nhỏ đây cách tụng kinh, cách làm phước như thế, thì như vậy đó là hết. Nên hai người phải theo một cái nào, cái hai người mà theo hai cái khác nhau thì nó khó dữ lắm. Nó rất khó, nhưng mà mình phải khéo léo, không phải làm ngay từ một phút, một ngày, một tháng mà lâu xuống được khá vào cái pháp mình được. Mà bắt đầu từ đó mình làm cái duyên tốt để cho mình làm cái này nhạc. Mà bắt đầu bây giờ trong tuy là cúng cái chung trong gia đình ha, thì cái người mà gõ mõ tụng kinh thì họ cầu cúng. Còn một người thì lo tu giới định tuệ giữ gìn đức hạnh. Thì cái người mà giữ gìn đức hạnh thì trong đó có những cái đạo đức là không làm khổ mình. Cho nên khi mà có tai nạn gì đó thì cái người mà tu về giới đức đó, thì người ta rất bình tĩnh, người ta rất an ổn. Còn người cầu cúng này họ rối ren do những cái trường hợp này xảy ra như vậy, mình phải đem cái này mới hướng dẫn nó. Bây giờ trong cái hoàn cảnh là tu học mà bây giờ như gia đình của mình với anh hay chị em hoặc là vợ con, bây giờ em thấy tu một ngày gọi mọi một cái như tai nạn xảy ra thì anh thấy dừng được không ạ? Không quá lo quá. Còn riêng anh thì em thấy anh tu giới định tuệ giữ gìn được cái đạo đức không ạ? Cho nên anh nhìn thấy cái nhân quả anh rất hay, nhưng mà tổng cũng tụng kinh cầu Phật mình nói để cho gợi ý cho người ta thấy thôi. Rồi từ đó người ta tự bỏ, chứ mình đừng bắt người ta phải theo cái pháp. Nhưng mà cứ để cho người ta tự do không có bắt ép, không bắt ép. Nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu có chuyện gì mà xảy ra đó thì mình thấy người ta buồn khổ thì mình nghĩ khác theo để cho người ta lần lần người ta trở về những cái tư tưởng đúng sống như làm được. Thì anh chàng như hai vợ chồng rồi, ví dụ như có tuần lễ đó thì mình đi làm đó, thì mình chỉ có thứ bảy cái dịch thì mới có giờ đánh ở chút xíu. Nhưng mà nếu mà phải theo ý người này một cái mình kia đó thì mất cái tự tu hành của mình, thì cái chuyện đó rất là khó lắm. Bởi vì nó nếu mà nó thuận với nhau đồng một pháp mà tu thì nó dễ lắm, nó thuận. Còn nó gặp cái nghịch cảnh rồi đó, chồng thì theo tôn giáo này mà vợ theo tôn giáo khác là đã khó rồi. Rồi bây giờ chồng theo Phật giáo mà vợ cũng theo Phật giáo, nhưng mà lại chồng thì theo mật tông mà vợ thì theo Tịnh Độ tông, nó cũng khó rồi. Rồi chồng mà theo thiền tông mà vợ thì theo Tịnh Độ tông, thì hai cái nó cũng nghịch lắm. Nhưng mà nó dễ hơn là mình tùy thuận được, bởi vì nó nằm chung ở trong một cái tôn giáo. Cho nên thì tuy vậy chứ là cứ để cho tụng kinh niệm Phật này kia, cái người mà tu giới định tuệ, người ta sống bằng cái trí, bằng cái trí tuệ đạo đức, người ta luôn luôn sống bằng cái trí tuệ đạo đức, tự nhìn đời bằng cái nhân quả, người ta để chờ cái dịp khó xảy ra. Bởi vì trong cuộc đời con người thế nào cũng có những cái chuyện xảy ra khổ đau. Thì lúc bây giờ đó mình tu tập hàng ngày, tu tập mình rèn luyện cho mình có được cái nội lực, tức là cái pháp hướng nó giúp cho mình ngồi trước cái hoàn cảnh khổ mình bình tĩnh. Còn cái người khác họ không bình tĩnh đâu. Do cái sự bình tĩnh đó mình mới nhắc khéo họ, họ mới tỉnh. Nhờ đó
cái thời gian nó không phải đủ cái nhân duyên, cái thời tiết nhân duyên này, cái sự bền chí của mình, chứ không lẽ trong gia đình của mình vợ con mà mình bỏ nó để tìm cách gỡ, nhưng mà không được chạm, không được chạm cái trí óc, cái tư tưởng của người ta trong cái hạn gì đó, được nói gì đó. Nhưng mà mình kém nhắc thấy cái cuộc sống này, như thế mình thật sự nó mệt. Và vợ cũng đi thành kinh được chứ, vợ đi thành kinh à, cứ vậy đừng nhắc chuyện cho nói để nói nhá, nó hơi sáng là phá giới hay gì đó à, đừng nói muốn làm gì làm không có nói phải khéo léo, còn riêng mà những cứ lo mình tu tập để cho mình giữ gìn đạo đức như vậy, tức là mình nói làm cho người ta buồn khổ là nó cứ làm được thôi. Nhớ vậy, cho nên cái đạo đức của đạo Phật hay lắm, không làm của mình của người, người ta làm cái điều đó để cho người ta chịu những cái khổ thì đó mình chỉ khéo nhắc thấy em tụng kinh nhiều hoặc là chưa chứ không được tụng kinh nhẹ mà làm khổ ấy không có làm chủ nhắc lại mình không có nói gì, mình phải ráng như thế nào để học làm gì họ còn muốn anh thì anh cắm giữ gìn cái đạo đức nó trọn vẹn để con người tình nghĩa trong gia đình của mình nó hoàn chỉnh. Ví dụ chẳng hạn bây giờ con ham tu mà vợ con không ham tu, nó yêu biết tu mà tình nghĩa vợ chồng lạc lẽo nó cũng là một cái chướng ngại lắm, chứ không phải dễ đâu. Cho nên hiểu được giới luật của Phật, con cố gắng con giữ gìn giới luật chứ con không phạm gì dưới dâm gì, thì trái lại vợ con lại nghi ngờ gì nó nằm lại động khổ trong nhà. Cho nên từng tự mà tập luyện dần dần thì mình cái lúc đó thì mình đừng có muốn mau, mà mình phải cái nhân quả mình đã tạo ra rồi thì mình phải trả, mà trả như thế nào để chuyển cái nhân quả đó nó trở thành một cuộc giải thoát chung cho một cái tập thể này, cái tập thể cái cộng nghiệp của nhân quả chứ không phải riêng mình được đâu. Cho nên ví dụ bây giờ con muốn tu, con bỏ gia đình con đi tu là đến đây thì tại sao con đi tu mà con làm khổ vậy? Chừng nào vợ con hiểu biết được ở đây con đường dạy chung cho mọi người, thì lúc bây giờ mọi người đều ý thức được trong cái tập thể nhân quả này, họ ý thức được họ trợ giúp cho mình, họ an ổn, họ tự người nào cũng tự cắt lưu được những cái tình cảm, cái dục vọng nhỏ mọn đó để đi sâu vào con đường giải thoát, thì chừng đó mình không có thất vọng. Khó lắm rồi, con có nghịch là khó, nó khéo lắm. Thì chúng tôi nghe đại học về những việc tự định bằng lòng đó, thì và con thấy là khi mà có hai người trở lên, ví dụ như sống trong gia đình có vợ chồng hoặc là một cái tập thể, một tu viện hay là một cái cộng đồng này đó, thì người nó bị hai cũng có cái hướng là làm theo cái với mình giống như là mẹ mặt trời hết, nhưng mà đó là thâm tâm của họ. Ví dụ như con đi, ví dụ như là con là người mặt trời, nhưng mà nó trong thâm tâm con á thì con lại là cảm thấy là con là người đó rất là miễn dịch từ những năng lòng, nó là cái kẹt của con, nó là cái chi mê. Thì làm sao để mình biết được là mình kẹt như vậy để mình phá cái chi mê đó? Bởi vì mình nhìn xét á, khi mà nó bị kẹt á thì nó tức là nó có mang cái bản chất khổ trong đó. Thì khi mình nhận ra được thấy khổ là tức là chi mình thấy có cái gì mà nó làm cho mình thấy khó khổ, khó chịu, khổ sở đó, thì mình biết đây là ác pháp rồi, tức là mình phải tư duy tìm ra, thì rốt cuộc mình tìm ra được cái chỗ đó. Thì tìm ra được nó thì mình trả nó à? Bởi vì đạo Phật dạy rất khó, rất dễ lắm. Khi mà nó có chướng ngại pháp, dù là bất kỳ kể cả ác pháp mà xâm chiếm vào mình thì thế nào cũng có cái gỗ trong đó, dù ít gì nhiều cũng có. Mà hãy có thì hãy thấy nó có cái gì mà nó không có an thanh thản, an lạc vô sự á, thì ngay đó là biết là ác pháp có. Mà ác pháp có rồi thì cái tư tưởng mình có chấp dính cái chỗ nào mà nó có cái buồn khổ đó, thì ngay đó là mình phải biết nó là ác pháp thì phải cố gắng tẩy trừ nó mới được. Thì mình chắc chắn là người thế gian á thì luôn luôn á là có khổ, biết là có ác pháp, nhưng mà họ không biết lý do nào, họ cũng có thể nói là tại vì họ là tu chưa đủ, chứ họ không biết là họ là độc tài thái quá. Chính cái độc tài thái quá là cái khổ rồi. Nhưng mà con không biết như vậy thì làm sao mà con gỡ cái kẹt của mình được? Cho nên khi mà con như vậy là con mới đến con trình với một vị, rồi người ta dạy cho mình cách thức tu, rồi mình tập tỉnh thức, rồi mình mới quan sát, mình tập hàng ngày,
có từng cái gì ở trong tâm của mình nó phóng ra, rồi mình tư duy, mình suy nghĩ nó, thì mình triển khai cái trí tuệ cái từng đó, mình mới xả đi, mình mới có đủ cái trí tuệ mình xả. Chứ còn mới đầu thì mình mờ, mình vô minh lắm, mình suy lắm. Cho nên ví dụ bây giờ con về đây con đọc, tức là con triển khai cái trí tuệ, con khai mở cái trí suy kiến giải thoát là cái trí tuệ con đó. Ngày con có những sự quán. Cho nên mình tu mà mình cứ ức chế cái tâm, không có cho nó triển khai cái trí tuệ thì nó lại mờ mình luôn, nó lại suy luôn. Còn bây giờ hàng ngày mình triển khai, mình chờ cho nó có cái dịp, nếu mà nó tỉnh thức mà nó không có dịp thôi. Cho nên vì vậy mình kéo dài tỉnh thức thì nó sẽ phóng ra. Thế nào cái trí tuệ, suy kiến của mình nó sẽ phóng ra để nó quán chiếu một cái điều gì nó còn áp ức trong này nè. Con có cái gì khổ trong này nó chưa nói ra đâu, nhưng mà con tỉnh thức thời gian nó phóng ra để nó giải quyết, nó tìm hiểu cái nỗi khổ đó. Tự con hiểu à. Cho nên trong cái thời gian mà giờ con về để tu á, nó trình bày là tự nó có sức tỉnh thức nó, cho nên nó tự phóng ra những cái tri kiến để nó giải quyết được cái nỗi khổ của nó. Rồi nó nhìn cái những cái nỗi khổ của người khác, nó giải quyết được tâm nó không? Đó chính cái đó, chỗ đó là chỗ tri kiến giải thoát của Phật đó. Mình phải triển khai nó chứ mình không triển khai chẳng được. Nhưng mà mình phải có cái thời gian mình tỉnh thức. Tỉnh thức, rồi từ trong cái tỉnh thức nó phóng ra nó hiểu, nó giải quyết cho nó. Nó làm cho nó không có khổ nữa, nó không hại. Nó biết, mình hồi giờ mình chưa có nghĩ mình độc tài đó. Mình chỉ thấy mình làm cái gì đúng thôi chứ mình chưa nghĩ độc tài. Nhưng mà sau cái thời gian đó mình sáng suốt, mình thấy là chính mình là độc tài dữ đời. Con hiểu không? Chính mình nhận ra mình được độc tài, mình mới thấy được cái đó là cái nỗi khổ, không những làm khổ mình mà làm khổ người khác. Thì trong cái tu riết còn mấy con sẽ nhìn thấy được mình, mà mình cứ nhìn thấy được mình thì mình mới sửa mình được. Chứ mình chưa biết mình thì mình không có sửa gì nó được. Cái tu tập là vốn, ví dụ như tại sao mình nói mình sống độc cư. Mình sống độc cư tức là mình sống cho mình, vì vậy mà mình mới nhìn lại nó, mình mới quan sát lại mình. Mình mới sống, mình mới thấy được cái tâm của mình từng chút ở trong đó. Do đó mình mới biết nó độc tài, không độc tài, nó như thế nào, biết hết tất cả mọi mặt hết. Ngày cuối cùng thì mình đã thông suốt được nó rồi thì không có các ác pháp nào mà đánh vào trong tâm nó được hết, nó để vui hết. Con biết mà, con là người độc tài mà vợ con nó là một người rất là đúng vậy. Con không hay biết. Cũng trở thành ác pháp đó. Bởi vì cho nên nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà không bị lâu cuốn, tức là luôn luôn lúc nào mình cũng cảnh giác tìm kẻ hở của cái đối tượng để mà khai mở cho họ ra, chứ không có để mà kêu lòng chịu đựng đó. Cái mà nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà con nói mà những người làm cho cái người khác mà càng ngày càng độc tài hơn nữa đó, thì cái đó là chịu đựng thôi. Thì cái đó là sai rồi, không sai rồi. Phật pháp nó nhẫn nhục tùy thuận, nó khôn khéo, nó còn trí tuệ, nó luôn luôn lúc nào nó cũng nhìn cái đối tượng của nó để mà nó giúp cho đối tượng nó ra khỏi gì đó. Nó biết rất rõ cái người đó đang ở chỗ nào, bởi vì nó nhẫn nhục tùy thuận chứ nó biết cái người khác. Rồi ví dụ như vợ con mà những việc từ mà làm như thế này, có thể là mà thiết chế rất là đau khổ. Nhưng mà con cứ tưởng là đau khổ của vợ con là những nguyên nhân khác thì à, cái đó là càng vô minh hơn nữa. Nó lại càng vô minh. Mình tưởng là cái khác, nhưng mà chính cái mà mình độc tài làm cho nó đau khổ đó, thì chính cái đó mà mình không thấy. Nhưng mà nó là chịu đựng, cho nên trong cái chịu đựng của nó thì nó lại đã đau khổ. Còn cái này khi mà nó học được pháp nhận được tùy thuận bằng lòng rồi, thì nó đã biết xả được tâm nó, cho nên nó hoàn toàn nó không có bị ảnh hưởng của sự độc tài của con. Nhưng mà luôn luôn lúc nào nó cũng, bởi vì con là người thân của nó, là chồng nó rồi, cho nên luôn luôn lúc nào nó cũng tìm cách để nó gỡ cái khổ đau cho con. Bởi vì con là người độc tài là con là khổ. Cho nên vì vậy mà nói là cái cộng đồng của một cái tập thể với nhau luôn luôn lúc nào người ta cũng tìm cách người ta gỡ cho nhau, chứ không phải bỏ. Còn nhiều người đó, người ta chịu đựng rồi thả, chịu đựng hết nổi người ta bỏ. Rồi làm gì đó là thành ra nhà cửa tan hoang hết. Con cái tới chuyện đó người ta không kể. Cho nên có trường hợp người ta mới bỏ vô chùa, người ta tu, người ta cũng như tránh né trốn cái đời rồi, không có cách thức giải quyết. Không đạo Phật ra cứu con. Khi mà các con giải quyết được, các con đến hỏi vị thầy, vị sư, người ta sống được những cái đức hạnh giữa được, người ta có đủ trí tuệ được mình, người ta gợi ý, người ta giúp được mình. Thì nhiều khi người ta viết một bức thơ để về, người ta gửi đến cho cái người chồng hay là người vợ. Khi đó ví dụ như con vừa con đến đây tu mà cái vợ mình đang ở trong cái hoàn cảnh như vậy, cái tư tưởng như vậy, cái kiến chấp như vậy,
mà mình thì không đủ khả năng mà nói ra có chuyện cũng được. Thì bắt đầu đó thì nhờ thầy viết một cái thư, nó làm cho cỡ mở cả gia đình của mình ra, nó mở cái bút nhờ người khác mà nó gỡ được. Mà một cái vị thầy đó ý ra là cũng có phải có uy tín, chứ còn có uy tín, có cái uy tín như thế nào người ta đã nhận thấy vị thầy đó. Thứ nhất là đời sống đức hạnh, cái thứ hai là đời sống người ta có thành công, người ta nhập được các đời. Cho nên cái tiếng nói, cái lời nói của người ta có giá trị, nó giúp cho cái người khác phải tin thôi. Còn nếu mà vị thầy đó xoàng quá thôi cũng như không có trọng lượng thôi, mất học. Nó nhớ lại là thì không biết thầy nó nói là khi mà một cái chuyện gì xảy ra đó, ví dụ như người ta làm cái gì xấu đó thì mình nói người ta mình la.